nàng mẫu cá tính Cao Thiên Trang, hot boy cầu lông Phạm Hồng Nam, Phí Ngọc Hưng, cặp đôi Lê Hùng, Bạch Mi đã xuất hiện tại Vinpearl và sẵn sàng đối mặt với các thử thách của mình. Mỗi người phải thực hiện thử thách do đối phương yêu cầu. Họ sẽ đối diện với nỗi sợ của mình hoặc phải tiết lộ một bí mật động trời nào đó. Và mình sẽ thực hiện thử thách dù bay. Mình sẽ thực hiện thử thách vừa bay vừa tạo dáng 5 động tác của công chúa do Hùng và Mi đề ra. Các bạn đón xem nhé.